Wolverine là một trong những nhân vật biểu tượng bậc nhất của văn hóa đại chúng. Oanh tạc phòng vé khắp các phần X-Men, trilogy riêng cho tới màn tái xuất tháng 7 vừa rồi để cứu lấy vũ trụ Marvel. Nói không ngoa, sức hút của những chiếc móng vuốt bất tử hệt như khả năng của nhân vật này. Khán giả vẫn muốn được thấy anh tiêu diệt kẻ thù, xả thân vì tương lai của các dị nhân. Vậy, xuyên suốt hành trình 24 năm gắn bó với màn ảnh rộng, đâu là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, những trường đoạn đã in đậm vào tâm trí người xem? Hôm nay, hãy cùng nhìn lại con đường đầy chông gai của Wolverine để cùng sống trong những khung hình đã làm nên tên tuổi anh và làm nên tuổi thơ của biết bao khán giả. Các bạn đã xem hết các phim có sự xuất hiện của người sói chưa? Nếu rồi thì thử xem bạn có nhận ra những phân cảnh chúng mình nói đến hay không nhé! Hãy cùng bắt đầu với khởi nguồn của toàn bộ chuỗi thương hiệu dị nhân. Trong X-Men năm 2000, Wolverine hiện lên là một kẻ lang bạt không gia đình, không nơi trốn, không mục đích và thậm chí còn không có ký ức về quá khứ của mình. Anh đi đánh nhau khắp các võ đài chỉ để kiếm vài đồng tiền lẻ sống lay lắt. Tuy nhiên, tất cả thay đổi vào cái ngày Rock, cô bé có khả năng hấp thụ sức mạnh và sinh lực của người khác xuất hiện. Mối duyên nợ đưa cả hai chạm mặt các X-Men cùng thủ lĩnh của họ, giáo sư Charles Xavier. Tìm được cho mình một mái nhà và mục đích để chiến đấu. Phân cảnh đáng nhớ nhất toàn bộ tác phẩm là khi Wolverine sẵn sàng cho đi sức mạnh của mình để hồi sinh một Rogue lúc này gần như đã tắt thở do kế hoạch độc ác của Magneto. Cởi bỏ găng tay, Wolverine chạm vào Rogue, ôm cô bé vào lòng, dù biết khả năng bất tử của mình có thể bị hút cạn và bỏ mạng. Đối nghịch với một Magneto, dù luôn miệng nói về đại nghĩa nhưng lại sẵn sàng dùng người khác làm công cụ. Những hành động anh hùng của Wolverine minh chứng cho điều ngược lại, cho lý tưởng mà giáo sư X vẫn luôn hướng tới. The Rock từ cõi chết trở về, những vết thương loang lổ khắp người đánh dấu bước chuyển biến to lớn bên trong nhân vật cục cằn. Từ một kẻ chỉ lo cho bản thân, anh sẵn sàng xả thân vì người khác, chiến đấu vì người khác và thậm chí là chết thay người khác. Một gã đàn ông lạc lối đã biến mất, thay vào đó là Wolverine, thành viên biểu tượng của đội X-Men. Ba năm sau các sự kiện của phần đầu tiên, các X-Men lúc này tiếp tục phải đối mặt với một mối nguy mới. Nhân lúc những dị nhân trụ cột đều vắng mặt, đội quân của lão William Stryker đã đột nhập vào ngôi trường của giáo sư X, bắt cóc những đứa trẻ đang say ngủ. Tuy nhiên, đen cho gã vì dù không có Cyclops, Storm hay là Jean Grey, thì dinh thự của Xavier vẫn còn một người gác cổng khác vô cùng bá đạo, đó chính là Wolverine. Một mình bảo vệ lũ trẻ khỏi những tay lính của Stryker, phân đoạn chiến đấu trong X-Men, X-Men United luôn được khán giả tán dương là một trong những trường đoạn hành động đáng nhớ nhất loạt phim dị nhân. Với thính giác siêu nhạy bén, Wolverine ngay lập tức nhận ra có kẻ đột nhập và tặng tên xấu số đầu tiên một vết đâm giữa ngực vô cùng đẹp mắt. Sau đó, anh cứ thế xông lên, xử hết tên này cho tới tên khác. Súng, đạn, thuốc mê, tất cả đều bị chém giòn như bánh quy. Và đặc biệt, sao có thể quên pha phi thân từ hành lang đáp đất bằng một cú kết liễu kinh điển này? Phần đoạn phòng thủ tại dinh thự khiến ta nhớ tới những bom tấn ngày cũ, khi những cảnh hành động dù không dán nhãn R với máu me tung tóe khắp nơi thì vẫn được giản dựng đẹp mắt và đậm tính giải trí. Đây cũng là nơi đánh dấu cuộc gặp mặt giữa Wolverine và William Stryker, kẻ thù không đội trời chung nắm giữ những bí mật về quá khứ thật sự của người sói, trực tiếp dẫn tới những biến cố sau này. Đối với Wolverine, đánh nhau đã trở thành chuyện gần như diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, đối đầu với phiên bản sở hữu sức mạnh tương đồng, thậm chí là vượt trội hơn mình, thì đây là lần đầu tiên anh chàng gặp phải. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ta có chứng kiến anh chàng đối mặt với bản sao. Trong phần đầu tiên, khán giả đã có dịp chứng kiến người sói đối đầu với bản sao của anh do Mystic hóa thành. Dẫu vậy, phân cảnh này không đem tới sự bạo lực dữ dội bởi Mystic, với khả năng biến hình, chỉ lợi dụng nhân dạng của Wolverine nhằm đánh lạc hướng các X-Men khác và gây rối loạn tinh thần cho anh chàng. Về mặt nào đó, cuộc chiến là trải nghiệm sự tỉnh táo và thử thách tâm lý Wolverine nhiều hơn sức mạnh thể chất thông thường. Phía ngược lại, với bộ vuốt làm từ adamantium sắc lẹm cùng khả năng hồi phục mạnh mẽ, Lady Deathstrike đã trở thành đối thủ ngang tầm với người sói. Hay nói chính xác hơn, cô là một Wolverine phiên bản nữ. Sự tương đồng giữa hai người đã đẩy trận chiến trở nên kịch tính và khốc liệt tột độ khi không ai trong số họ dễ dàng bị hạ gục. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, màn chiến đấu có 1-0-2 này trở thành biểu tượng của nỗi đau và bi kịch của những người bị biến đổi bởi khoa công nghệ, buộc họ phải trở thành vũ khí mà không có sự lựa chọn. Có thể nói, cuộc chiến giữa Wolverine và Lady Deathstrike đã mang tới cảm giác căng thẳng khi cả hai đều là những kẻ không thể chết.
lần đầu tiên khán giả cảm nhận rõ sự bất tử của Wolverine không phải là món quà mà là lời nguyền và trở thành mục tiêu cho kẻ khác lợi dụng. Sau khi chứng kiến sự hy sinh của Jean trong phần 2, Scott không ngày nào thôi nhung nhớ về người yêu. Bỏ lại lớp học dị nhân, anh lên đường đi tìm bóng hình cũ, để rồi đã thực sự tìm thấy cô hồi sinh một cách thần kỳ. Tuy nhiên, đây lại không phải Jean Grey mà anh biết. Giết chết Cyclops, nhân cách đen tối, tàn bạo vừa được giải phóng có tên gọi là Phoenix. Phải biết, chính phủ khi này đã công bố tìm ra phương thuốc có thể tiêu diệt những gen đột biến của các dị nhân để họ trở thành người bình thường. Mâu thuẫn nhanh chóng nổ ra giữa Charles Xavier và Magneto khi một người muốn tìm cách tạo ra thế giới yên ổn, dung hòa giữa dị nhân và người thường, còn một người muốn giữ lại những sức mạnh độc đáo tạo hóa ban tặng và đối đầu với nhân loại. Nhận thấy tiềm năng của Jean, Magneto đã tìm đến để dụ dỗ cô về phe đội quân của các dị nhân bất mãn với chính phủ. Âm mưu trên tất nhiên không thể qua mắt được giáo sư X. Ra tay ngăn cản, tuy nhiên sức mạnh của Phượng Hoàng bóng tối là quá khủng khiếp, thậm chí vượt qua cả thủ lĩnh của các X-Men, giết chết Charles Xavier trong lúc mất kiểm soát, Jean chính thức trở thành một cỗ máy hủy diệt. Đến lúc này, chỉ còn một cá nhân duy nhất có thể chấm dứt được thảm cảnh trước mắt, đó chính là Wolverine. Bước từng bước về phía sức mạnh kinh hoàng, da thịt cứ bị xé vụn rồi lại hồi phục. Một trong những phân cảnh đau lòng nhất toàn bộ các phần X-Men là khi Wolverine phải tự tay lấy mạng người con gái mà mình yêu nhất. Nhân cách bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng cô và cái chết là cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này. Ôm người yêu gào lên trong đau đớn, X-Men The Last Stand mãi là một vết sẹo lớn trong tâm trí của Wolverine, một vết sẹo mà anh không thể sử dụng năng lực của mình để hồi phục. Phân cảnh Wolverine và Sabretooth hợp sức đánh bại Deadpool trong X-Men Origins Wolverine là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và quan trọng nhất của hành trình người sói. Trong phim, Logan cùng Victor Creed, tức là Sabretooth, là anh em cùng cha khác mẹ. Cả hai từng sống nương tựa lẫn nhau suốt hơn một thế kỷ, cho đến khi những khác biệt về cách từng người chọn sử dụng sức mạnh của mình đã biến họ thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng trong trận chiến đỉnh cao ở cuối phim, hai anh em buộc phải tạm gác lại mối thù để đối đầu với người đồng đội cũ, Wade Wilson, lúc này đã bị Stryker cải tạo thành một sát thủ dị nhân cực kỳ nguy hiểm, mà y gọi là The Deadpool. Deadpool trong phiên bản này được tích hợp sức mạnh của nhiều dị nhân khác nhau, bao gồm cả năng lực tái tạo của Wolverine, khả năng dịch chuyển tức thời lẫn đôi mắt phóng tia năng lượng. Cuộc chiến sinh tử càng cam go hơn khi diễn ra trên đỉnh một nhà máy hạt nhân và anh em Wolverine phải toàn lực hợp tác mới vượt qua được mối nguy này. Không chỉ mang lại những pha hành động mãn nhãn, phân cảnh này giúp ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ phức tạp giữa Logan và Victor. Dù có những khác biệt sâu sắc, họ vẫn sẽ không đứng nhìn đối phương gặp nguy hiểm, và thậm chí có thể bất chấp an nguy để cứu người kia. Cảnh phim cũng cho thấy sự phát triển tâm lý của Wolverine khi từ một kẻ độc hành, anh đã chịu thừa nhận mình cần sự giúp đỡ của người khác để vượt qua thử thách. Nhắc đến các pha hành động mãn nhãn, làm sao có thể bỏ qua phân cảnh chiến đấu của người sói và đám Yakuza trên chuyến tàu siêu tốc trong The Wolverine ra mắt vào năm 2013 khi anh chàng đã mất sức mạnh. Nghe thật kỳ lạ phải không nào? Số là sau khi đến Nhật Bản, Wolverine đã gặp lại Yashida, người mà anh đã cứu trong Thế chiến 2. Nằm liệt trên giường bệnh, Yashida biết ông chẳng còn bao nhiêu thời gian trước khi lìa đời. Vì vậy, ông đã đề nghị chuyển khả năng siêu hồi phục từ người sói sang cho mình. Lời đề nghị không chỉ còn là cơ hội để anh thoát khỏi khổ đau của sự bất tử, mà còn là con đường giải quyết mâu thuẫn nội tâm và ám ảnh cái chết của Jean Grey. Có điều, Yashida đã không mượn nó một cách đàng hoàng tử tế. Nói cách khác, ông muốn cướp sức mạnh của Wolverine trước khi anh hoàn toàn đồng ý. Dưới tác động của Viper, người đã kế thiết bị công nghệ cao vào cơ thể Wolverine, giờ đây khả năng hồi phục của anh chàng đã bị suy yếu đi đáng kể. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời anh chàng cảm nhận sự đau đớn và mệt mỏi như người thường, những cảm giác anh chưa từng trải qua trước đây. Nếu như trong các phần phim trước, Wolverine chỉ cần bật vuốt, tung quyền là có thể hạ sát hàng chục kẻ địch nguy hiểm, thì nay, khi phải đối đầu với những kẻ chỉ mang dao găm và súng ống, lại khiến anh gặp vô vàn khó khăn. Ta thấy anh vật lộn khi muốn giết kẻ địch, đau đớn khi trúng đạn, và trên hết là cảm giác sợ hãi, bất lực. Nhiều ý kiến cho rằng sự yếu đuối của người sói không chỉ khiến người xem căng thẳng tột độ, mà còn tạo ra kết nối sâu sắc giữa nhân vật và khán giả. Từ cuộc chiến đơn thuần, phân cảnh này đã tạo nên bước ngoặt, trở thành cuộc đấu tranh nội tâm đầy kịch tính của người sói trong nửa sau tác phẩm.
Trong X-Men Days of Future Past, các dị nhân gần như bị tuyệt diệt bởi những cỗ máy săn mang tên là Sentinels. Đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, họ quyết định gửi ý thức của Logan trở về năm 1973 để thay đổi dòng thời gian. Nhiệm vụ của Logan là ngăn chặn Mystic ám sát Bolivar Trask, nhà khoa học tạo ra Sentinels, vì hành động ám sát này sẽ thúc đẩy chính phủ phát triển chương trình Sentinel để chống lại dị nhân. Logan, với khả năng tự phục hồi đặc biệt, là người duy nhất có thể chịu đựng được quá trình gửi ý thức về quá khứ. Trở lại năm 1973, Logan phải đối mặt với một thế giới rất khác so với tương lai tăm tối mà anh vừa rời khỏi. Anh gặp lại một Charles Xavier trẻ hơn, đang suy sụp sau khi bị mất học viện và bị phản bội bởi Eric Lancher, người hiện bị giam giữ vì ám sát Tổng thống Kennedy. Trong khi đó, Mystic đang lên kế hoạch ám sát Trask, và nếu không ngăn chặn cô, thảm họa sẽ xảy ra. Sứ mệnh của Logan không chỉ là thay đổi tương lai, mà còn là đoàn kết các dị nhân đang bị chia rẽ để cùng nhau ngăn chặn thảm kịch. Anh phải thuyết phục Charles tìm lại niềm tin vào bản thân, giúp Eric thoát khỏi nhà tù và ngăn chặn Mystic trước khi cô thực hiện hành động gây ra hậu quả nghiêm trọng. Việc Logan quay về quá khứ không chỉ đóng vai trò thiết yếu trong cốt truyện, mà còn là biểu tượng cho sự hy vọng, sự thay đổi và khả năng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Sau sự kiện 1973, dòng thời gian của vũ trụ X-Men đã thay đổi hoàn toàn và những người bạn dị nhân cũ của chàng lãng khách đều được cứu sống. Nhưng niềm vui của người sói chẳng kéo dài được lâu. Vào năm 2029, giống loài dị nhân trên thế giới ngày càng suy kiệt. Những người còn sống thì bị chính phủ bỏ quên, họ bị săn đuổi và phải sống chui lủi một cách bất hợp pháp. Còn Logan lúc này cũng chẳng phải là người anh hùng bất khả chiến bại. Ông trở nên già và phải chịu đựng những tác động từ độc tố của Adamantium lên cơ thể càng lúc càng yếu đi. Sau khi người bạn già Charles Xavier bị chính phủ truy nã vì lên cơn động kinh, giết hại hơn 600 người xung quanh, Logan đã cùng giáo sư X chạy trốn đến vùng biên giới Mexico. Và cũng tại đây, ông đã gặp được Laura, người được sinh ra từ mã gen Wolverine do Akali cấy vào. Vậy là cực chẳng đã, người sói vừa già vừa phải chăm sóc cho giáo sư X lú lẫn, vừa phải bảo vệ Laura trước sự truy bắt của Pierce và nhóm Akali. Song hành trong nhiều trận chiến vào sinh ra tử, Logan ngày càng yêu thương cô bé Laura và quyết tâm sẽ hy sinh tất cả những gì mình có để đổi lấy sự an toàn của cô cùng lũ trẻ trong dự án X-Men mới. Ông lao vào tiêu diệt đội quân hùng mạnh của nhóm Akali, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ mạng trước đòn đánh hiểm của X-24, cỗ máy giết người vô nhân tính của tiến sĩ Xander Rice. Thế, Laura liền nhanh tay dùng viên đạn Adamantium của Logan kết liễu tên nhân bản. Vậy là cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc. Logan đã bảo vệ được con gái và được Laura gọi bố lần đầu tiên trong đời. Khoảnh khắc câu thoại nổi tiếng "So this is what it feels like" vang lên, mình tin rằng đã khiến không ít người phải rơi lệ vì xúc động. Logan năm 2017 thực sự là một tác phẩm xuất sắc, chính thức khép lại cuộc đời oanh liệt mà cũng lắm bi ai của một trong những dị nhân nổi tiếng nhất thế giới Marvel. Những tưởng Logan năm 2017 sẽ là lần cuối cùng ta được thấy người sói do Hugh Jackman thủ vai. Nhưng bất ngờ thế nào, nam tài tử 55 tuổi lại quyết định góp mặt trong dự án mới nhất của nhà Marvel. Vẫn là vẻ mặt bất cần đời cùng khả năng đánh đấm thần sầu. Chỉ có điều Wolverine này không phải người hùng Logan như ta luôn nhớ. Gã đến từ một thực tại hoàn toàn khác và là một kẻ hèn nhát, trốn chạy khỏi mớ hỗn độn do chính mình gây ra. Hay nói cách khác, gã là phiên bản Wolverine đã làm cả thế giới của mình phải thất vọng. Luôn đau khổ, dằn vặt vì lỗi lầm trong quá khứ, nên khi nghe Deadpool ba hoa rằng TVA có khả năng giúp gã sửa chữa lại mọi chuyện, Wolverine đã ngay lập tức đồng ý hợp tác để thoát khỏi The Void. Cũng giống như Deadpool, gã khao khát có thể quay ngược thời gian để giải cứu thế giới của mình và gặp lại những người thân yêu. Nhưng Wolverine nào có biết rằng kẻ mặc đồ đỏ trước mặt chỉ là một tên khoác lác không hơn và đang cố lừa gã để đạt được mục đích của mình. Ngay khi nhận ra ý định bất chính của tên này, niềm tin và hy vọng trong Wolverine hoàn toàn sụp đổ. Vậy là chẳng có bất kỳ cơ hội nào cho một người như gã cứu lấy những điều đã qua. Wolverine bực tức, đau đớn và tuyệt vọng gần như cùng lúc. Không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, cao trào của phim chiêu đãi khán giả bằng một trong những cảnh độc thoại vô cùng đáng nhớ của người sói. Wolverine mắng tên cộng sự là một tên hề lố bịch, trẻ con và thèm khát sự chú ý nhất mà gã từng biết. Cassandra Nova độc mồm độc miệng thật đấy, nhưng mà ả ta chắc chắn đã nói đúng một điều về Deadpool. Y sẽ không bao giờ cứu nổi thế giới của mình đâu, vì y còn không cứu vãn nổi mối quan hệ với vợ mình cơ mà. Đây không chỉ là lần hiếm hoi mà Deadpool bị ai đó mắng đến tắt điện và không thể thốt nổi một câu đáp trả, mà còn là một phân đoạn xuất sắc cho ta thấy sự dằn vặt trong nội tâm của Wolverine.
đúng là chỉ người bất tử mới có thể khắc chế được người bất tử thôi. Và đó là những phân đoạn ấn tượng nhất của Wolverine trong suốt 24 năm oanh tạc trên màn ảnh. Trong danh sách trên, đâu là cảnh các bạn thích nhất? Có phải là câu thoại cuối cùng của Logan dành cho X-23 hay là cảm giác tuyệt vọng khi phải chính tay giết chết người mình yêu thương? Hãy bình luận phía bên dưới để chúng mình biết nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại! May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.